Trước đó vào ngày 15 tháng 10, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Giáp 28 tuổi, Phạm Minh Cường 28 tuổi và Trần Vương Trọng Nghĩa 27 tuổi đã có hành vi đột nhập vào nhà chủ tịch huyện, dùng hung khí khống chế người vợ rồi cướp tài sản tẩu thoát. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã theo dõi nhà trên từ nhiều ngày trước và nắm quy luật sinh hoạt của gia đình. Khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 10, các đối tượng thuê ô tô từ thành phố Buôn Ma Thuột đến địa điểm gây án. Tại đây, Cường ở lại trong ô tô chờ sẵn, còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà ông M ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, một chủ tịch huyện Rono, dùng roi điện khống chế vợ của ông M cướp tài sản. Quá trình điều tra, công an xác định, mặc dù biết phần tài sản chia cho Cường là do phạm tội mà có, nhưng việc vẫn giúp Cường mang vào rẫy cà phê chung giấu.